nào nét ngang hướng móc được viết như này này. Trong một ô ly này các bạn xác định được cái phần gập nó là chính là cái đường kẻ dọc rồi nhá. Ngang lên trên gập này, kéo xuống phía dưới này và bật móc nhẹ thẳng đứng lên trên. Phẩy vào đây và chấm vào đây. Góc độ phẩy và chấm này mình đã dặn đó là khoảng 90 độ rồi. Và chú ý cho mình đó là cái phần đầu và phần đuôi này nhá. Phần đầu của nét chấm này và phần đuôi của nét chấm này này. Đấy, phải viết đẹp cho mình nhá, đạt cho mình cái nét phẩy và chấm này nhá. Và thứ hai nó phải trụ vào nhau nhá, phải dính vào nhau như này này. Dính vào nhau nó mới tạo ra cái cánh của nó chứ và góc cạnh của nó chứ. Nếu như viết mà nét phẩy như thế này và chấm như này nó hở ra như này thì làm sao nó tạo ra được cái góc cạnh của nó, góc độ của nó ghi nữa, 90 độ nữa các bạn nhá. Thì các bạn nhớ là các bạn phải nghiêng ngay từ đầu, nghiêng từ cái đường kẻ dọc này, nghiêng đây này, từ đường kẻ dọc này các bạn nghiêng cho mình nhá. Bật móc nhẹ trên mà móc làm sao mà đừng để nó chạm với lại cái phần phía bên này này, đây này, cái ô ly phía bên tay phải này các bạn nhá. Đấy, cho nên các bạn phải về nhà các bạn sẽ luyện nghiêng cho mình nhá. Đây là bản giản thể, chúng ta làm lại một lần nữa này. Ngang lên trên, gập này, nghiêng ngay từ đầu cho mình như thế này. Và phẩy và chấm xuống phía dưới, góc độ 90 cho mình nhá. Tiếp theo bản phồn thể thì viết nó sẽ to ra nhanh một chút này. Ngang lên trên này, gập này. Giữa cái đầu của nét ngang này mình sẽ viết một nét phẩy nằm. Giữa nét phẩy nằm sẽ viết cho mình một nét đó là số cong phẩy. Gập xuống phía dưới như này. Những mạch chấm chúng viết ở trong cái góc này và thẳng hàng xuống phía dưới là chúng ta sẽ để chừa ra nó là một nét số kim thẳng xuống dưới như này các bạn nhé. Đây là bản phồn thể thì nó sẽ có được là hai con chim bay. Các bạn chỉ chú ý này, cái phần móc này nó sẽ thẳng hàng với nhau này. Đấy, phần móc sẽ thẳng hàng với nhau này các bạn nhé. Tiếp theo là cái phần gập mày cũng gần như thẳng hàng với nhau này. Đấy, nó thẳng hàng với nhau kiểu như này. Rồi các bạn cứ xác định cho mình như này được đi. Rồi xong là giữa cái nét phải nằm mày kéo cho mình một nét sổ cong phẩy xuống. Còn cái phần ở phần phía dưới này thì cái nét này nó là cái nét được viết dài ra nhá. Ngang dài ra như này, gập này cong xuống phía dưới này. Đó, đây cái phần này được viết dài ra như này. Để tại vì nó chung cái chữ thăng với lại cái nét bộ phi này nó chung vào với nhau, cho nên nó sẽ được viết nét ngang dài ra các bạn nhá. Chủ yếu các bạn viết cho mình cái nét ngang cái móc này có cái nét chữ phi này được rồi. Chú ý cứ ở cái phần gập này các bạn viết cho mình gập xuống phía dưới và nghiêng ngay từ đầu nhá. Đừng bạn nào viết theo kiểu sổ thẳng như này này, xong bắt đầu quẹo sang như này nhá. Nghiêng ngay từ đầu cho mình.